Chiều ngày 9 tháng 5 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh tổ chức tổng kết, công nhận và khen thưởng giáo viên tham gia hội giảng và hội thi giáo viên giỏi bậc giáo dục mầm non năm học 2022-2023. Hội giảng diễn ra từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 3 năm 2023 với tổng số 154 giáo viên mầm non tham gia. Kết quả có trên 96% giáo viên đạt yêu cầu. Hội thi giáo viên dạy giỏi năm nay với sự tham gia của 34 giáo viên, kết quả có 91% giáo viên mầm non đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh. Tại lễ tổng kết, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đã trao giấy chứng nhận cho 148 giáo viên đạt hội giảng cấp tỉnh, 31 giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, khen thưởng cho các tập thể phòng giáo dục và đào tạo xuất sắc năm học 2022-2023. Trong đó, phòng giáo dục và đào tạo thị xã Hòa Thành đạt vị trí đứng đầu, xếp thứ hai là đơn vị huyện Tân Biên. Hai đơn vị huyện Dương Minh Châu và huyện Châu Thành đồng hạng 3, hai đơn vị huyện Tân Châu và thành phố Tây Ninh đạt khuyến khích.